Và chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thật sự là rất thành công, là nhờ đóng góp rất là lớn của tất cả quý vị mà chúng ta còn ngồi ở đây cùng với ban tổ chức của chúng tôi đến cuối chương trình. Và để thay cho lời cảm ơn chân thành nhất, ngay lúc này đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Phan Trung Hiếu, chủ tịch của Big Link Chapter, và ông Lương Anh Đức, trưởng ban tổ chức, sẽ cùng lên trao hoa và bảng vinh danh cho các nhà tài trợ. Vâng, và ngay sau đây chúng tôi xin phép được mời các nhà tài trợ cho chương trình hôm nay cùng bước lên sân khấu ạ. Xin được trân trọng kính mời nhà tài trợ vàng của chương trình hôm nay, đó là công ty Tin Học Thành Nhân ạ. Với số tiền tài trợ công ty Tin Học Thành Nhân, chị Trần Thị Quyên đã tài trợ số tiền là 18 triệu đồng ạ. Vâng, và xin mời nhà tài trợ bạc công ty Hùng Thanh Hưng với số tiền tài trợ là 15 triệu đồng ạ. Xin được mời đơn vị tài trợ bạc công ty Inox Nghệ Thuật PQ với số tiền tài trợ là 15 triệu đồng ạ. Xin mời nhà tài trợ đồng với thương hiệu nữ trang Hera với số tiền tài trợ là 10 triệu đồng. Xin được mời nhà tài trợ đồng công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Sang với số tiền tài trợ là 10 triệu đồng ạ. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời nhà tài trợ đồng công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Lợi Lợi Thế Hệ Mới với số tiền tài trợ là 10 triệu đồng. Vâng, một lần nữa chúng ta hãy cho các nhà tài trợ của chương trình hôm nay một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Xin được cảm ơn những đóng góp to lớn của quý vị trong chương trình hôm nay để ban tổ chức có thể tổ chức thành công cho đêm nhạc ngày hôm nay ạ. Và xin được mời chủ tịch của Big Link Chapter, đó là anh Phan Trung Hiếu, và trưởng ban tổ chức chúng ta cùng trao hoa và bảng vinh danh cho các nhà tài trợ trong chương trình ngày hôm nay ạ. Kính thưa tất cả quý vị, ngoài những đơn vị tài trợ bằng hiện kim thì chúng ta không thể không nhắc đến các đơn vị đồng hành đã tổ chức thành công chương trình đêm nhạc ngày hôm nay. Và xin thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn những đơn vị đồng hành: công ty Thiên Niên Kỷ, công ty Big South, công ty Gia Võ, công ty Vio, thương hiệu Mcus, gác hoa Flower, nước uống Sola, 2T Media, công ty Đỉnh Cao, công ty luật Low Pro. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ và các đơn vị đồng hành. Vâng, một lần chúng ta hãy cho các nhà tài trợ một tràng pháo tay thật lớn nữa được không ạ? Xin mời các nhà tài trợ chúng ta sẽ quay lại và lùi lên, chúng ta cùng lên bục ạ. Chúng ta đợi chờ trong giây lát. Chúng ta cùng quay lưng lại và chúng ta di chuyển lên bục ạ. Xin được mời các nhà tài trợ chúng ta cùng di chuyển lên bục phía trên ạ. Vâng, và kính thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay chương trình của chúng tôi rất thành công là nhờ sự đóng góp rất lớn của đội ngũ các anh chị ca nhạc sĩ đã cùng đến với chúng tôi, cùng tham dự với chúng tôi đến thời điểm này. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời ca sĩ Cao Minh ạ. Chúng tôi xin được mời ca sĩ Bích Thủy ạ. Vâng, xin mời ca sĩ Thanh Triệu. Xin được mời ca sĩ Huệ Hiền. Xin được mời ca sĩ Hoàng Yến. Xin được mời ca sĩ Thái Bảo. Xin được mời ca sĩ Gia Ly. Và xin được mời ca sĩ Quỳnh Như ạ. Chúng tôi cũng xin được mời ca sĩ Bích Tuyền. Xin được mời nhóm Sao Việt. Cùng với các thành viên guitar Tư Nhuệ và vũ đàn Bạch Dương sẽ cùng di chuyển ra sân khấu để nhận những bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn chân thành nhất của ban tổ chức. Và cũng xin được trân trọng kính mời anh Lương Anh Đức, đó là trưởng ban tổ chức, sẽ đại diện trao những bó hoa tươi thắm đến cho các ca sĩ đã hỗ trợ chúng ta trong chương trình buổi tối ngày hôm nay ạ. Vâng, xin một tràng pháo tay thật lớn dành cho tất cả các ca sĩ của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, xin mời tất cả các thành viên của nhóm Sao Việt chúng ta cùng di chuyển ra luôn đi ạ. Và chúng tôi cũng xin kính mời tất cả các anh chị nhà tài trợ sẽ cùng di chuyển xuống dưới và chúng ta sẽ cùng nhau chụp một tấm hình lưu niệm.
À, và cũng xin trân trọng kính mời các vị khách quý, chúng ta còn ở bên dưới, chúng ta cũng có thể di chuyển lên sân khấu và cùng chúng tôi lưu lại một tấm hình kỷ niệm ạ. Vâng, xin âm nhạc lớn hơn chút xíu được không ạ? Cho sung được không ạ? Vâng, một lần nữa xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị khách quý hiện nay đang còn có mặt trong căn phòng. Chúng ta cùng lên trên phía sân khấu, chúng ta cùng chụp một tấm hình lưu niệm để lưu lại dấu ấn của chương trình đêm nhạc Bích Linh chia sẻ yêu thương lần thứ 3 năm 2019 ạ. Xin được trân trọng kính mời. Vâng. Sự hiện diện của tất cả quý vị trong một buổi tối ngày hôm nay và quý vị đã ngồi cùng với chúng tôi đến giờ phút này thật sự là một điều mà chúng tôi vô cùng tâm đắc và trân trọng cảm ơn tấm lòng của tất cả quý vị. Tất cả quý vị thân mến, và tiết mục vừa rồi cũng đã chính thức khép lại chương trình ca nhạc từ thiện gây quỹ chia sẻ yêu thương của Bích Linh lần thứ 3 năm 2019 của chúng tôi ngày hôm nay. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin được gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý vị khách quý đã dành thời gian quý báu của mình đến tham dự cùng với chúng tôi ngày hôm nay. Đồng thời, những đóng góp quý báu của quý vị cũng là một động lực vô cùng to lớn để giúp đỡ cho chúng tôi được nhiều hơn nữa những hoạt động ý nghĩa, góp chút công sức để làm nên cuộc sống này được yêu thương và tươi đẹp hơn. Trong quá trình tổ chức, nếu có gì sai sót, rất mong quý vị bỏ qua và xin hẹn quý vị trong những chương trình thiện nguyện tiếp theo vào một ngày không xa. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Chúc quý vị và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Vâng. Và lời cuối cho phép ông Nguyễn Nam và Minh Nguyệt. Xin chào và hẹn gặp lại.